mình sẽ làm là video hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu. Nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin được like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tiếp tục tô màu nha các bạn. Mình cắt tô màu xong nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha.
Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ các bạn hãy cùng đi theo mình nhé. Bây giờ là chi tiết tô màu như vậy. Như vậy video của mình là kết thúc các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube.